Chi phí đi sinh ở bệnh viện Hồng Ngọc là bao nhiêu? Để biết thông tin chính xác đến từng con số thì mọi người chủ động liên hệ bệnh viện nha. Còn đây là chia sẻ của mình với các con số nó tương đối thôi này. Tại vì mình ngại lục lại toàn bộ giấy tờ lắm. Hai tuần nay có mỗi mình ở nhà với em bé chưa đến 1 tháng tuổi. Một mẹ một con rất là lu bu. Mình nghĩ ít có ai giống như mình là đăng ký gói sinh ở bệnh viện ngay từ đầu, ở mốc 12 tuần luôn. Thường thì mọi người sẽ đi khám ở nhiều nơi trong suốt cả thai kỳ đúng không? Rồi là tìm hiểu so sánh gói sinh ở các bệnh viện khác nhau. Và khoảng 1-2 tháng trước thời điểm dự sinh thì mới mua gói. Nhưng mà mình thì mình đã xác định trước cả thời điểm mà mình mang bầu rồi. Đấy là mình sẽ sinh ở bệnh viện Hồng Ngọc, cơ sở Phúc Trường Minh, trong trường hợp thai không có gì quá đặc biệt hay là bất thường. Vì đây là bệnh viện ở gần nhà mình nhất và cũng uy tín nữa. Nên là từ đầu đến cuối mình chỉ đi khám ở mỗi một chỗ này thôi, tham gia các lớp tiền sản ở đây các thứ nữa. À, cái cơ sở Phúc Trường Minh thì sẽ khác giá một chút so với cơ sở Yên Ninh nha, thường là nhỉnh hơn một chút. Tại vì cái cơ sở Phúc Trường Minh này thì mới hơn, to rộng đẹp đẽ hơn. Ban đầu thì mình đăng ký sinh thường, thai đơn. Giá gói sinh 12 tuần cho sinh thường và thai đơn là khoảng 34 triệu. Đăng ký từ đợt sale cuối năm ngoái nên là được giảm 10%, còn khoảng 31 triệu nha. Tất nhiên là nếu mọi người đăng ký gói sinh ở mốc 32 tuần hoặc là 36 tuần thì chi phí sẽ rẻ hơn. Tại vì gói sinh càng sớm thì càng có nhiều lần khám, siêu âm và xét nghiệm mà. Quyền lợi ở trong gói sinh ấy, thì bệnh viện sẽ nêu rõ trong hợp đồng là bao nhiêu lần siêu âm 2D, 4D, bao nhiêu lần xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu, rồi là tiêm phòng uốn ván, bao nhiêu lần chạy máy monitor để đo nhịp tim thai và cơn co tử cung. Mỗi lần đi khám thì đều có một phiếu ăn buffet miễn phí ở trên căng tin nữa. Mình thấy ăn ở đây ngon nha. Ngoài chi phí ở trong gói thì mình đã chi ngoài thêm các khoản khám xét từ trước mốc 12 tuần. Tất nhiên rồi, trong đấy thì bao gồm xét nghiệm níp ở mốc 10 tuần. Cái này là lựa chọn của mỗi người thôi. Đến đoạn cuối thai kỳ thì có khoảng 2 đến 3 lần mình phải đóng thêm tiền xét nghiệm nước tiểu là 120.000 một lần do đã hết số lượt xét nghiệm ở trong gói nữa. Nói chung là cái khoản này nó cũng không đáng kể lắm đâu. Nhưng vấn đề là cuối cùng mình đã không thể sinh thường như dự định mà phải chuyển sang sinh mổ. Giá gốc gói sinh 12 tuần của mình sinh thường ấy là 34 triệu đúng không? Chuyển sang sinh mổ thai đơn thì sẽ up lên thành 53 triệu nhé mọi người. Nhưng mà vì mình đã đăng ký gói theo cái chương trình giảm 10% nên là chi phí 53 triệu này cũng sẽ được trừ đi 10%, còn hơn 47 triệu. Thời gian lưu viện đối với sinh thường là 2 ngày 1 đêm và sinh mổ là 4 ngày 3 đêm. Đi sinh thì mình không cần phải mang theo gì cả ngoài giấy tờ, hợp đồng, một bộ đồ cho mẹ và bé khi xuất viện. Thực ra là kể cả không có đồ cho mẹ và bé cũng được luôn, mình mặc cái bộ đồ lúc đi vào á mọi người. Còn bé thì cũng có quần áo người ta phát cho rồi. Bệnh viện cung cấp đầy đủ đồ dùng cho mẹ và bé trong thời gian lưu viện, bao gồm cả máy hút sữa nên là nếu bạn nào cần có thể mượn nhé. Mỗi ngày thì sẽ có 6 bữa ăn, 3 bữa chính và 3 bữa phụ. Sinh mổ thì xác định là vài bữa ăn đầu tiên sẽ chỉ là cháo thôi, nhưng mà ở đây người ta nấu cháo ngon và mình cũng rất là thích ăn cháo nữa nên là ok, không vấn đề gì. Những chi phí phát sinh ngoài gói thì mình đã được báo trước, ví dụ như là trong gói sinh mổ tất nhiên là đã có giảm đau rồi, nhưng mà mình còn chọn thêm hai loại giảm đau nữa với giá khoảng 3,5 triệu. Nói chung là có bao nhiêu giảm đau là mình muốn tấp vào hết cho nó đỡ mệt mỏi ấy. Rồi là sàng lọc sơ sinh toàn diện 73 bệnh, giá 2,1 triệu, đo thính lực 210.000, tiêm vaccine viêm gan B 250.000, chiếu đèn plasma lạnh cuống rốn 500.000 một lần. Ngoài ra thì có những khoản mà mình không chi nhưng mà mình chia sẻ cho những bạn có nhu cầu có thể tham khảo. Đó là 3 triệu cho việc sắp xếp giờ mổ theo yêu cầu, 850.000 một ngày cho việc thuê người chăm sóc bé. Thực ra là mình thấy nếu không phải trường hợp đặc biệt thì không cần thuê đâu mọi người. Bất kể lúc nào mình cần thì đều có thể bấm chuông nhiều trợ giúp 24/7 luôn. 1-2 giờ đêm gì cũng được. Mình có ký một cái bản cam kết tham gia chương trình nuôi con bằng sữa mẹ khi lưu viện nên là mình cũng không có mang sữa công thức vào, mà có thể xin sữa thanh trùng ở ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện để cho bé ăn nha. Tại vì lúc đầu thì sữa mẹ có thể chưa về đủ để đáp ứng được nhu cầu của bé. Phụ phí thuê phòng riêng một giường trong thời gian lưu viện sẽ là 900.000 một ngày. Phụ phí thuê phòng VIP một giường là 2,4 triệu một ngày. Còn nếu mọi người không có yêu cầu đặc biệt giống như mình thì sẽ mặc định được đưa về phòng có 2 giường. Và có một điều rất hay đó là bệnh viện có rất là nhiều phòng. Dù cái ngày mình sinh nghe bảo là ngày đẹp và nhiều mẹ đăng ký sinh mổ chủ động ngày này lắm, nhưng mà mình vẫn được xếp vào phòng mà giường kia thì được để trống. 4 ngày 3 đêm ở bệnh viện thì chỉ có một đêm là có một mẹ sinh thường vào ở cái giường kia thôi. Còn lại thì mình vẫn như dùng riêng phòng này vậy, rất là thoải mái nên là mình không có nhu cầu thuê phòng riêng nữa. Tổng kết lại thì mình nghĩ chắc mình đã chi đâu đó tầm 60 triệu cho việc khám xét sinh nở ở bệnh viện từ đầu cho đến cuối thai kỳ. Mình nghĩ là tầm đấy, cũng chưa bao giờ ngồi tính toán chính xác cả nên là chỉ áng chừng vậy thôi nha. Tất nhiên là tùy mỗi người, mỗi trường hợp mà cái chi phí nó sẽ được giảm nhẹ phần nào dựa trên các gói bảo hiểm mà bạn tham gia nữa. Video này rất là dài nhưng mà mình hy vọng đã giúp ích được phần nào cho những ai quan tâm. Cảm ơn bạn đã xem video và nếu bạn nào sắp sinh em bé thì mình mong mọi điều thuận lợi nhất đến với bạn nhé.